Trở lại chương trình tin tức của Hoa Kỳ. Tin tức của Hoa Kỳ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi vào cái câu chuyện đến từ tiểu bang Colorado. Cái vụ kiện ngăn ông Trump đã bắt đầu cái cuộc bỏ phiếu tại Colorado. Một phiên tòa sẽ bắt đầu ngày 30 tháng 10 tại Colorado để quyết định tu chính án thứ 14 có áp dụng cho ông Trump hay không, khiến ông không được tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ của tiểu bang khi tìm cách tái tranh cử cho 2024. Tiểu bang Colorado là tiểu bang của đảng Dân Chủ và cái tiểu bang gần như cũng chẳng có thay đổi gì cho đảng Cộng Hòa cả, nhưng cái sự mong muốn của họ là tấn công về cái cách đó là cái tái sơ bộ, cái bầu cử sơ bộ. Ngày 22 tháng 9, Tổng thống Trump đã đệ trình cái kiến nghị bác bỏ vụ kiện cùng với Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Hòa Colorado. Và ngày 29 tháng 9, ông đã đệ trình một kiến nghị bác bỏ khác với lập luận bổ sung của hiến pháp. Và ngày 10 tháng 11 tháng 10, đề nghị đầu tiên của Tổng thống Trump đã bị từ chối. Các nguyên đơn đã cáo buộc Bộ trưởng, tức là Động Lý, sắp thực hiện một hành động trái pháp luật vì cô ta đã công khai tuyên bố rằng cô ta sẽ không loại trừ, tức là cô ta sẽ cố gắng loại trừ ông Trump ra khỏi cuộc bầu cử. Điều này cũng phù hợp với cách tuyên bố công khai của Ngoại trưởng hoan nghênh chỉ đạo của tòa án để phản hồi cái đề nghị bác bỏ. Thẩm phán của đảng Dân Chủ Sarah Wallace ngày 20 tháng 10 đã bác bỏ phần còn lại của đề nghị bác bỏ vụ kiện của Tổng thống Trump. Dựa trên ngôn ngữ rõ ràng về quy chế thực tế đó, thực tế họ là gì? Intervener là cái người can thiệp. Ông Trump đệ trình tuyên bố về ý định của đảng lớn của mình và tuyên bố của Động Lý đảng Dân Chủ, và cho rằng tòa án cần được quyết định để cấm ông Trump trên cái lá phiếu cho 2024. Có một nói thêm rằng là bản đó là tính hợp hiến của luật bầu cử nằm ngoài cái thẩm quyền của tòa án và chỉ sẽ giải quyết những vi phạm của luật bầu cử, vân vân. Thì tất cả những câu chuyện này là câu chuyện mà tới ngày hôm nay cái vụ phiên tòa này sẽ quyết định one and for all. Và những cái tiểu bang có thể tiếp tục tấn công ông Trump về nhiều cái phương hướng khác nhau. Như vậy cái vụ kiện bắt đầu từ đâu? Đó là nhóm công dân vì trách nhiệm và đạo đức thiên tả ở Washington trình đốn ban đầu đã đề cái đơn kiện thay mặt cho 6 cử tri của đảng Cộng Hòa và những cử tri không liên kết tại tiểu bang Colorado. Họ nêu trên Động Lý Colorado cho rằng bà đã giữ Tổng thống Trump trong lá phiếu sơ bộ của tiểu bang là một cách bất hợp pháp. Có nghĩa rằng là sự đơn kiện đã lầm xâm, rất là lầm xâm, và bà Động Lý này cũng chưa chắc, bà nói như vậy cũng chưa chắc là ủng hộ cho Tổng thống Trump, nhưng mà họ cho rằng là bà phải lòi ông Trump. Bà nói rằng là tôi mong chờ giải pháp thực sự từ tòa án Colorado đối với vấn đề, và tôi hy vọng vụ việc này sẽ cung cấp hướng dẫn cho các quan chức bầu cử với tư cách ứng cử viên như là chức vụ của ông Trump. Bà Động Lý chỉ rằng luật bầu cử Colorado không rõ ràng trong việc giải quyết tính đủ điều kiện, quy chế yêu cầu ứng cử viên đủ điều kiện không liệt kê cái yêu cầu khả năng đủ điều kiện. Kể từ khi Tổng thống Trump rời cái nhiệm sở, các nhóm thiên tả, dịch tả, thổ tả và mắc tả đã đưa ra các lý thuyết về pháp lý và cấm ông Trump tái tranh cử. Và 2021, nhóm tự do ngôn luận nhân dân đã gửi thư đến cơ quan quan chức bầu cử trên toàn quốc lập luận rằng Tổng thống Trump không có đủ tư cách theo mục 3 của tu chính án thứ 14. Nhưng ý tưởng này không mấy hấp dẫn cho lắm. Gần đây một nhóm đã khôi phục lại cái lý thuyết này và kiện các thư ký của tiểu bang lập luận là sự kiện ngày 6 tháng 1 đã trở thành một cuộc nổi dậy. Cái bản sửa đổi thứ 14 phê chuẩn năm 1868 khi nội chiến đã trao quyền cho công dân sự bảo vệ bình đẳng trước pháp luật cho tất cả các người sinh ra và nhập tịch của Hoa Kỳ. Việc sửa đổi nhằm để bảo vệ quyền của những người nô lệ trước đây giờ là công dân, phần lớn của thủ tinh nhắn thứ ba đã cấm những người tham gia vào cuộc nổi loạn chống lại Hoa Kỳ hoặc giữ chức vụ dân sự và dân cử không được chấp nhận 2/3 của Hạ viện Quốc hội. Ngược lại, các quan chức nhà nước bị kiện đơn phương tuyên bố rằng cái vấn đề này nằm ngoài cái tầm tay của họ và phải để tòa án quyết định. Ở một số cái tiểu bang, trong đó có Florida và tiểu bang West Virginia, các thẩm phán đã bác bỏ cái vụ kiện như vậy. Ngoại trưởng của New Hampshire David Sauland lưu ý rằng cái vấn đề thậm chí không được giải quyết bởi tòa án của tiểu bang mà phải được đưa ra xét xử trước tòa án của Hoa Kỳ tối cao. Ông nói trong cuộc họp ngày 13 tháng 9, sự hỗn loạn, bối rối, tức giận và thất vọng có thể chỉ ra một số ứng cử viên có tên trong cái lá phiếu chứ không phải là những cái lá phiếu khác.
Trong khi đó, các chuyên gia pháp lý trái chiều về tru chính án thứ 14 loại ông Trump là tư cách 2024. Trong khi đó, ông Mike Davis trước đây nói rằng là cái lý thuyết đó không có thật và rất nguy hiểm. Ông nói, nếu bất kỳ các quan chức nào bầu trong đảng phái nghĩ rằng họ có thể đơn phương loại ông Trump ra khỏi cuộc bầu cử cái lá phiếu, cái điều khoản đi tư cách tru chính án thứ 14 thì họ phải đối mặt với sự thức tỉnh chính trị và pháp lý rất thô lỗ. Có nghĩa rằng là ridiculous awakening, tức là phải thách thức rất là lớn. Ok, như vậy là cái vụ án này sẽ bắt đầu ra tòa ngày 30 tháng 10, mà Tổng thống Trump lại tiếp tục bị dính vào cái vấn đề tư pháp rất nhiều khi ông Trump trở lại tòa bạch ốc. Hỏi chia buồn cùng ông, thưa Tổng thống Trump. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tin tức tiếp theo.